Giai thoại về cái chết ly kỳ của vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Quang Trung Nguyễn Huệ là người anh hùng áo vải đã đánh đổ cả hai tập đoàn thống trị phản động ở đàng trong và đàng ngoài, là người đã lập nên những chiến công hiển hách chống quân xâm lược Xin và Mãn Thanh, thực hiện được khát vọng thống nhất đất nước của dân tộc vào cuối thế kỷ thứ 18. Quang Trung Hoàng đế, sinh năm 1753, mất năm 1792, tên thật là Nguyễn Huệ, là vị hoàng đế thứ hai của nhà Tây Sơn sau khi Thái Đức Hoàng đế Nguyễn Nhạc thoái vị và nhường ngôi lại cho ông. Quang Trung không những là một trong những vị tướng lĩnh quân sự xuất sắc mà còn là nhà cai trị tài giỏi, đưa ra nhiều cải cách kinh tế, xã hội nổi bật trong lịch sử Việt Nam. Nguyễn Huệ và hai người anh em của ông được biết đến với tên gọi anh em Tây Sơn, là những lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn đã chấm dứt cuộc nội chiến Trịnh Nguyễn phân tranh giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh ở phía Bắc và Nguyễn ở phía Nam. Lật đổ hai tập đoàn này cùng nhà Hậu Lê chấm dứt tình trạng phân liệt đàng trong đàng ngoài kéo dài suốt hai thế kỷ. Ngoài ra, Quang Trung còn là người đánh bại các cuộc xâm lược Đại Việt của Simla từ phía Nam, của Đại Thanh từ phía Bắc. Bản thân ông đã cầm quân chiến đấu từ năm 18 tuổi. Trong 25 liền đã trải qua hàng chục trận đánh lớn và chưa hề thua một trận nào. Đồng thời, khi ở cương vị hoàng đế, ông cũng tỏ ra tài cai trị khi đề ra nhiều kế hoạch cải tổ tiến bộ trong kinh tế, văn hóa, giáo dục và quân sự nhằm xây dựng đất nước và tiếp thu khoa học kỹ thuật hiện đại từ phương Tây. Sau 20 năm liên tục chinh chiến và 3 năm trị quốc, khi tình hình đất nước bắt đầu có nhiều chuyển biến tốt, thì Quang Trung đột ngột qua đời ở tuổi 39. Sau cái chết của ông, nhà Tây Sơn suy yếu nhanh chóng. Cuộc đời của ông được biết đến qua các bộ sử của nhà Hậu Lê và nhà Nguyễn, các sử gia cận đại, hiện đại và cả trong văn học dân gian. Khi vua Quang Trung mất, nhân dân nhiều nơi đã xây lăng, lập đền thờ, dựng tượng đài và bảo tàng để nhớ công lao của ông. Dù cho sau này, nhà Nguyễn là đối thủ của nhà Tây Sơn đã tìm nhiều cách xóa bỏ uy tín của vua Quang Trung, như phá bỏ đền thờ, cấm người dân thờ cúng, truy lùng các bề tôi con cháu của Quang Trung và gọi ông là giặc trong các tài liệu triều đình. Nhưng ký ức về các chiến công của ông vẫn được những người mến mộ ông truyền tụng suốt 150 năm. Cái chết không rõ ràng của Quang Trung Nguyễn Huệ. Tương truyền, vào một buổi chiều đầu thu năm 1792, vua Quang Trung đang ngồi làm việc, bỗng hoa mắt, tối sầm mặt mũi, rồi mê man bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, nhà vua cho triệu trấn thủ Nghệ An là Trần Quang Diệu về triều để bàn chuyện thiên đô ra Phượng Hoàng Trung Đô. Nhưng việc chưa quyết xong thì bệnh tình nhà vua đã nguy kịch. Trước khi mất, nhà vua đã căn dặn Trần Quang Diệu cùng các cận thần: "Ta mở mang bờ cõi, khai thác đất đai, có cả cõi Nam này. Này đầu ốm, tất không khỏi được. Thái tử tư chất hơi cao, nhưng tuổi còn nhỏ. Ngoài thì có quân gia đình là quốc thù, mà Thái Đức thì tuổi già, ham giật lạc, cầu yên tạm bợ, không toan tính cái lo về sau. Khi ta chết rồi, nội trong một tháng phải chôn cất. Việc tang làm lao thảo thôi. Lũ ngươi nên hợp sức mà giúp Thái tử sớm thiên đô về Vĩnh Đô để khống chế thiên hạ. Bằng không, quân gia đình kéo đến thì các ngươi không có chỗ chôn thân." Ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Tý, tức ngày 16 tháng 9 năm 1972, vào khoảng 11-12 giờ đêm, Quang Trung Nguyễn Huệ qua đời, ở ngôi được 4 năm, hưởng thọ 40 tuổi, miếu hiệu là Thái Tổ Vũ Hoàng Đế. Thời điểm mất của vua Quang Trung được các tài liệu cổ ghi lại khác nhau. Sách Đại Nam Thực Lục của nhà Nguyễn ghi ông mất tháng 7 âm lịch năm 1792. Sách Hoàng Lê Nhất Thống Chí ghi ông mất tháng 8 âm lịch năm 1792. Theo lý giải của Hoàng Xuân Hãn trong La Sơn Phu Tử, cả hai sách ghi đều không sai. Quang Trung mất vào khoảng 11 giờ đêm ngày 29 tháng 7 âm lịch, khoảng đó là giờ Tý, nghĩa là bắt đầu được tính sang ngày hôm sau. Mà tháng 7 năm đó là tháng Thiếu, ngày 29 là ngày cuối tháng, nên sau 11 giờ đêm đã chuyển sang tháng 8.
Theo Hoàng Xuân Hãn, ghi tháng 7 hay tháng 8 thực ra chỉ trên nhau khoảng nửa giờ. Bắc cung hoàng hậu Lê Ngọc Hân đã viết bài Tế Vua Quang Trung và bài Ai Tư Vãn để bày tỏ nỗi đau khổ và tiếc thương cho người chồng anh hùng vắng số. Nhiều giai thoại kỳ lạ về cái chết. Cho đến nay, đã có nhiều giả thuyết về nguyên nhân cái chết của vua Quang Trung được đưa ra, nhưng chưa giả thuyết nào có được chứng cứ xác thực đủ sức thuyết phục. Sách Ngụy Tây Liệt Truyện, một tài liệu chính sử của sử quán triều Nguyễn, ghi chép cái chết của vua Quang Trung như sau. Một hôm khi về chiều, Quang Trung đang ngồi bỗng say sẩm tối tăm, thấy có một ông già đầu bạc từ trên trời đi xuống, mặc áo trắng cầm gậy sắt, mắng rằng: Ông cha ngươi sống ở đất của chúa, đời đời làm dân của chúa Nguyễn, sao lại phạm đến lăng tẩm? Rồi lấy gậy đánh vào trán của Quang Trung, mê man ngã xuống bất tỉnh nhân sự lâu lắm, từ đó bệnh chuyển nặng. Theo ghi chép của Ngụy Tây Liệt Truyện, có một số phần hư cấu để nâng cao sự mê tín vào thiên mệnh của nhà Nguyễn, nhưng nó cũng cho thấy Quang Trung bị bất tỉnh đột ngột, có lẽ là do tai biến ở vùng não bộ. Sách Tây Sơn Thực Lục cũng có ghi: Huệ mắc bệnh nặng, chữa không khỏi. Năm ấy Nguyễn Huệ mất, tóc của Huệ thì quăng, mặt thì đầy mục, có một con mắt nhỏ, nhưng cái tròng rất lạ. Ban đêm ngồi không có đèn thì ánh sáng từ mắt soi sáng cả chiếu. Và sau khi Quang Trung mất, vào tháng 1 năm Càn Long thứ 58, 1793, Quách Thế Huân cũng báo cáo với Càn Long: Quang Trung đã chết vì bệnh. Cũng một giả thuyết được truyền lại nhiều nhất là vào buổi chiều thu năm 1792, vua Quang Trung đang ngồi làm việc, bỗng hoa mắt, tối sầm mặt mũi, mê man bất tỉnh, người xưa gọi là chứng huyễn vận, còn ngày nay theo y học gọi là tai biến mạch máu não. Một giáo sư tên Longer có mặt ở đàng ngoài vào thời điểm này đã viết trong một bức thư đề vào ngày 21 tháng 12 năm 1792 là vua Quang Trung chết vì bệnh, nhưng không rõ là bệnh gì. Các nhà nghiên cứu về sau đã gạt bỏ các chi tiết mê tín trong Ngụy Tây Liệt Truyện, thì họ cho rằng Quang Trung chết khi bị một cơn tăng huyết áp đột ngột. Việc an táng vua Quang Trung. Thi hài của Quang Trung được táng ngay tại Phú Xuân, tại một cung điện của ông tên là Đan Dương. Nguyễn Quang Toản lên nối ngôi, tức là vua Cảnh Thịnh, sai sứ sang nhà Thanh báo tang và xin tập phong. Đô đốc Vũ Văn Dũng đang đi sứ nhà Thanh ở Bắc Kinh, nghe tin vua Quang Trung mất, liền làm bài thơ viếng như sau: Năm năm dế nghiệp tự thân nông, thời trước thời sau khó sánh cùng. Trời để vua ta thêm chục tuổi, anh hùng Đường Tống hết khoe hùng. Vua Càn Long tặng thêm tên hiệu cho ông là Trung Thuần, lại thân là một bài thơ viếng và cho một pho tượng 300 lạng bạc để sửa sang việc tang. Sứ nhà Thanh đến tầng mộ ở Linh Đường là mộ giả thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội để viếng. Về việc lăng mộ của vua Quang Trung Nguyễn Huệ bị Nguyễn Ánh sai người tàn phá. Thời Cảnh Thịnh, triều đình Tây Sơn sinh ra lục đục. Nguyễn Ánh nhân thời cơ đó kéo ra đánh bại nhà Tây Sơn. 10 năm sau ngày Quang Trung qua đời, nhà Tây Sơn sụp đổ hoàn toàn. Để trả thù, Nguyễn Ánh sai đào phá mộ Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhạc. Nơi đặt lăng mộ của Quang Trung cũng bị san phẳng, không cho để lại dấu tích. Nên sau này có một số nhà nghiên cứu đã dày công tra cứu, khảo sát, tìm tòi, song không thể xác định được mộ của vua Quang Trung ở địa điểm nào. Bên cạnh đó, các lăng mộ của gia tộc Tây Sơn ở Nghệ An và Quy Nhơn đều bị khai quật, hủy phá đến mức chỉ trơ hố huyệt sâu, khiến nhiều người phải gọi là giếng huyệt. Khảo sát trong thời gian gần đây của các nhà nghiên cứu đã tìm ra được bài thơ Kiến Quang Trung Linh Cửu, tức Nhìn thấy linh cữu của vua Quang Trung, của nhà thơ Lê Triệu, sinh năm 1771, mất năm 1846, người sống dưới thời Tây Sơn và thời Nguyễn. Bài thơ nói về cảm xúc của tác giả khi đứng trước nơi từng gọi là lăng mộ của Quang Trung, chỉ sau mấy năm bị Nguyễn Ánh khai quật, có viết rằng:
Bao năm thét mắng ác phong vân, đủ thấy anh hùng bậc vĩ nhân. Hàm đang hận vùi muôn vạn sát, khuân sơn phần mộ họa trăm năm. Ngậm hờn chỉ trích ngàn thu hận, nở phụ đường đường tám thước thân. Quan cảnh thảy điều thành cát bụi, khiến đời muôn thuở cợt doanh tầng.